cái con này xuống nó ngắn này. Còn đây thế này, nên bay bay chứ là bay quen rồi, nó không phải con cánh dưới nó lâu lâu chờ nó lớn lên nè. Còn cái này nó chỉ còn tắt đi còn cân cân trọng tâm bắt đầu gì ơi. Máy bay của anh Tuấn Nát. Nó nhẹ. Nhà đầu rồi. Đấy kịch lên đi. Kịch cho hết rồi, kịch hết rồi. Kịch kịch. Đấy thì hát cái nửa đi. Cho biến kéo cũng được. Từ từ. Thôi ác lên. Cũng lên á. Lo cái gì. Chờ đi. Cầm nó đi chứ nó ngoài. Kít mới mua của Bình Dương. Đấy. Anh Tuấn làm khẩn cấp trong đêm. Lại nặng đầu rồi, cầm mép đi con nào. Không có việc gì, con này nặng đầu không sợ. Rồi. Nhẹ đầu với người chiều này tạo ra lại. Đấy, hôm nay là buổi họp giờ xe. Pilot tâm, pilot 3, team hàng hóa. Ê. Đông đâu? Hóa là mạnh thế. Đông bị cháy SC rồi. Thằng Cao Trung đi và đi không à? Em vác TX đi. À, vác TX à? Cháy TX nhưng là thay vào máy luôn. Đấy. Cung cấp vật liệu. Cung cấp vật liệu, có mang SC không? Đó, cái quan trọng. Được không? Nó xem về tiết, nó cho mình đi ra. Đấy. Bay test lần đầu. Ơ anh Tuấn không bay à? Lên đi! Cứ lên đi! Đầm mà hơi xoắn nhỉ? Hôm nay bay hơi mượn. Chào! Á! À, trời mày! Bình tĩnh cứ chim đi nữa à! Hơi nhẹ đầu à hay sao á? Bay nắp à? Rơi nắp đâu à? Cơ bản test thành công, khá đầm. Trái. Bật nắp à? Đâu? À, bay cả nắp máy bay à? Đâu đang vướng đấy chứ? Nó dính vào rồi mở nắp rồi nó không cân. Thôi hạ đi em. Con này lấy xa lắm, con này đà nó cao lắm. Con đến kính dưới mà. Hắn lướt hơn. Hắn tốc độ nữa. Rồi đẹp rồi. Rồi. Quay đây. Bay thành flat à. Rồi đẹp rồi.